Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách làm sao để viết hàm nhập xuất một cái mạng một chiều là các số nguyên. Thì đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ là một cái mạng số nguyên như thế nào gọi là một mạng số nguyên. Thì mạng số nguyên là một cái mạng mà gồm các phần tư mạng là một là những cái số nguyên. Thì đầu tiên cũng như các cái chương trình khác thì mình đều phải tạo lấy cái thư viện cho nó và tạo cho nó cái define này, tức là nó định nghĩa một cái mark, giá trị mark này với cái độ dài của nó là 100. Và tiếp đến là mình sẽ đi vào cái hàm nhập. Hàm nhập này tức là void nhập, nhập đây cũng nghĩa là nhập mạng đấy. Đấy, nhập mạng rồi. Và trong cái hàm nhập mạng này thì cái void này, cái tên hàm thì các bạn có thể đặt tùy ý, đúng không? Nhưng mà nó phải tuân theo một số quy tắc, như là nó không được trùng với cái tên của các cái hàm, hoặc là nó cần phải được có mối liên hệ giữa cái mục đích của cái hàm này, đúng không? Trong void này. Rồi, trong đây thì mình sẽ khai báo A, inter A và inter và N. Và sau đó sẽ lập cái câu lệnh print nhập cái số phần tử của cái mạng. Vì sao mình lại đặt đây là A thì lát nữa mình sẽ nói cái mục đích của nó. Đặt cho đây ví dụ như nó có nghĩa là như ta thì đặt đây là một cái dấu hiệu như kiểu cái bước A đấy. Rồi sau đó scan cái N này đấy. Và sau đó sử dụng một cái câu lệnh if. Ở đây đặt ra cái trường hợp như là cái số phần tử này nó bé không thì sao, đấy, nó tức là nó không lớn không thì sao, thì hoặc là nó lớn hơn cái define này, đúng không? Thì mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh if để khắc phục cái tình huống đó. Ở đây mình sử dụng câu lệnh if nếu như mà cái n này nó bé không, bé hoặc bằng không, hoặc là cái n này nó lớn hơn cái giá trị max này, thì sẽ in ra cái dòng lệnh là cái số phần tử nó không hợp lệ và xin kiểm tra lại. Đấy. Và sau đó nó sẽ quay về sử dụng cái câu lệnh go to để quay về cái bước A này. Tức là khi mà cái câu lệnh if này nó đúng thì nó sẽ quay về cái bước A này để nhập lại cái số phần tử cho nó đúng. Đấy. Mục đích của A là như vậy đấy. Và sau đó sẽ sử dụng một cái vòng lặp for để chúng ta có thể nhập được các cái giá trị của các phần tử trong cái mạng một chiều A. Đấy. Rồi. Vì sao đây là chạy từ không? Vì đây là nó trong cái C thì để mà tiết kiệm cái dung lượng thì một mạng thì người ta sẽ bắt đầu bằng số thứ tự của nó sẽ là không. Đúng không? Cho nên là ở đây biến chạy của mình sẽ bắt đầu từ 0 và cho đến bé n và y cộng cộng là đương nhiên, đúng không? Sau đó sẽ in ra để nhập A và sau đó scan. Rồi, đó là cái hàm nhập. Còn với cái hàm xuất này, hàm xuất mạng này. Đấy. Mình viết rõ ra cho các bạn có thể nhìn. Trong hàm xuất mạng thì mình cũng làm tương tự, cũng khai báo cái mạng A và inter n. Ở đây mình không dùng và n như trên, đúng không ạ? Và for. Trong for này mình sử dụng cái biến chạy y tương tự như cái lúc này ở đây mình cũng đấy, tương với cái vòng là for này. Và sau đó sẽ in ra những cái phần tử của mạng. Ở đây vì sao lại phần trăm d? Mục đích của nó chỉ là làm cho nó đẹp hơn, luôn. Đấy. Khi các bạn bấm phần trăm d, phần trăm 4d này thì nó sẽ trước cái số đầu tiên này. Ví dụ các bạn nhập là 1, 2, 3, 4. Nếu như các bạn để phần trăm d thì nó sẽ hiển thị như này. Đây là các cái phần tử 1, 2, 3, 4 của cái mạng A. Ở đây mình ví dụ đấy. Nhưng các khi các bạn thêm phần trăm d vào đây thì nó sẽ tự động cách ra bốn cái dấu khoảng trắng 1, 2, 3, 4.
Như vậy thì chúng ta có thể dễ nhìn được hơn đúng không ạ? Đấy. Đó là một cái ví dụ. Rồi sau khi đã xong cái hàm xuất mạng này thì chúng ta sẽ đi vào cái hàm main. Trong hàm main này thì các bạn cần phải khai báo một cái biến n là biến số phần tử của mạng và một cái biến a và một cái mạng a. Đấy. Ở đây sẽ là nhập mạng. Các bạn lưu ý là khi chúng ta gọi cái hàm lên thì chúng ta phải nhập đúng cái tên của nó. Đấy. Ở đây là A và N đúng không ạ? Ở đây sẽ là xuất mạng đúng không ạ? Nếu như các bạn viết sai thì nó sẽ báo lỗi ngay. Rồi sau đó phải get và return. Mình sẽ chạy cho các bạn xem. Rồi. Ở đây mình sẽ nhập số phần tử. Ví dụ là mình sẽ nhập là 3. Đúng không ạ? Và đây sẽ là 1, 2. Đó, thì nó đã in ra cái số phần tử mạng là 1, 2, âm 5. Đây. Thì trên đây là cái bài tập để củng cố cái kiến thức cơ bản cho bạn làm sao để viết một cái hàm dùng để nhập hoặc là xuất cái mạng một chiều các số nguyên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.